vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Kính chào bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 31 thường niên 5B. Lời Chúa trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể về một người, Chúa nói là một người làm tiệc lớn, tức là cho người đi mời khách đến sự tiệc. Nhưng rồi người ta cứ kiếu, người ta không đến, có người không đến bởi vì nói rằng: "Tôi mới mua thửa ruộng, tôi phải đi thăm." Có người nói: "Tôi mới mua cặp bò, tôi phải đi thử." Có người nói là: "Tôi mới cưới vợ." Có rất nhiều lý do để không đến dự tiệc. Rồi người chủ này nói với gia nhân, nói với người làm: "Hãy đi ra ngoài đường, mời tất cả những người nào mà mình gặp gỡ vào, những người đuôi, kẻ mù, người câm điếc, những con người nghèo ngoài đường, mời vào, mời vào, và ép họ vào nữa." Kính thưa ông bà và anh chị em, ngay sau đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca này, Chúa Giêsu sẽ nói về 3 dụ ngôn, mà 3 dụ ngôn ấy nói cho chúng ta biết về lòng thương xót của Thiên Chúa trên thân phận của con người. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ. Thiên Chúa không muốn ai phải hư đi. Chúa Giêsu nói cho chúng ta rằng Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống trần gian, và để nhờ người con một đấy mà thế gian được cứu. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được ơn cứu độ. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, chúng ta thấy hôm nay Chúa Giêsu nói dụ ngôn này, Ngài nhắc nhở chúng ta có rất nhiều lý do để người ta khước từ Chúa. Không phải Chúa khước từ người ta, mà người ta khước từ Chúa. Có nhiều lý do lắm trong đời sống của chúng ta. Có nhiều lý do để chúng ta không sống lời của Chúa. Ở Việt Nam, rất nhiều anh chị em đang bị rơi vào cảnh bần cùng do chính sách của nhà nước. Rất nhiều anh chị em phải oan. Oan bởi vì án oan, oan bởi vì mất ruộng, mất đất, mất nhà, không được đền bù với thỏa đáng, oan. Nhưng mà cũng rất ít người dám can đảm lên tiếng và lên tới với họ một cách thực sự. Rất nhiều lý do được đưa ra. Nào là sợ hãi, sợ bị liên lụy với những con người đó. Nào là thờ ơ, bởi vì đâu có phải việc của mình đâu, mình đâu có làm gì được cho họ đâu. Thờ ơ, nhiều lý do lắm. Thương bảo anh chị em, Chúa muốn chúng ta được cứu độ cùng với nhau,
chứ không phải cứu đột nhiên rẽ một mình ta, mà Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, ta và anh chị em của ta. Cho nên có lẽ Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta liên đới với anh chị em của mình, và để cùng với anh chị em của mình tất cả chúng ta được ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Amen.